Nguyên xin chào cả nhà nha. Hôm nay Nguyên làm món nem nướng nè cả nhà. Ở đây Nguyên có chuẩn bị là 15 đồng tiền thịt heo xay. Thịt heo xay mình lựa cái loại mà mỡ nhiều á cả nhà. Nguyên mình kêu họ để mỡ vô á, họ xay nướng á, nó sẽ không bị khô và nó ngon hơn nữa. Đó, 15 đồng là khoảng 7-80 ngàn tiền Việt Nam mình đó. Ở đây Nguyên có chuẩn bị là tỏi băm, băm nhuyễn với lại đường. Đường cát thì Nguyên không có, Nguyên lấy đường phèn á cả nhà. Nguyên sẽ để nước tương vô nha cả nhà, để mình ướp cái nem này nè. Ở đây Nguyên sẽ cho 3 muỗng nước tương, 1, 2, 3. Nước mắm Nguyên cho 2 muỗng, 2. Cái này là dầu hào, dầu hào Nguyên sẽ cho 3 muỗng, 1, 2, 3 muỗng. Tương ớt Nguyên sẽ cho 4 muỗng, tùy theo cả nhà ăn cay hoặc là không cay nha. Nguyên thiện Nguyên ăn cay. 1, 2, 3, 4. Ở đây Nguyên có ớt sa tế nè. Chồng Nguyên ăn á. Chồng Nguyên ăn mà Nguyên lấy cái dầu muốn hết luôn rồi. Để miếng cái vô đi. Hết dầu luôn rồi cả nhà. Để màu mình nếu như mình không có ớt sa tế thì mình để màu điều cũng được. Màu điều nó thơm với nó lên màu đẹp lắm cả nhà, lên màu ngon nữa. Rồi, ở đây Nguyên sẽ để bột bắp nha. Nếu như không có bột bắp thì để bột mì. Ý không có bột bắp thì mình để bột năng. Ở đây Nguyên sẽ để khoảng 8 muỗng bột bắp nha cả nhà. Tiêu. Rồi mình quậy lên. Quậy đều hỗn hợp lên. Nguyên sẽ đổ vô thịt. Cái này có sữa đặc á, thay vì mình không để đường, mình để sữa đặc thì nó ngon hơn nha cả nhà. Đây, cái thịt mình đã ướp gia vị nè cả nhà, Nguyên trộn đều lên hết. Rồi Nguyên sẽ để trong tủ lạnh cả nhà. Cái này mình có thời gian á, mình để ngày mai á thì nó sẽ ngon hơn, cái thịt nó sẽ dai nó ngon hơn nha. Mình quết nha, mình có cái cối bự á, mình bỏ vô mình quết á cả nhà. Thì cái thịt mình nó sẽ dai hơn nữa mà nó ngon lắm kìa. Cái này Nguyên không có cái cối cho nên cái tô thì Nguyên sợ quết nó bị bể, cho nên Nguyên để vô tô Nguyên làm vậy nè. Vậy cũng được rồi ha. Bây giờ Nguyên sẽ để trong tủ lạnh nha, khoảng 2-3 tiếng gì đó. Rồi mình sẽ đem ra mình nướng. Đây Nguyên sẽ bọc lại, Nguyên để trong tủ lạnh. Cái miếng bọc này là miếng bọc thức ăn nha, chứ không phải chùm đầu nha. Cái này Nguyên mua trên Shopee á. Bọc thức ăn, cái này cũng tiện lắm cả nhà. Ở đây Nguyên bỏ trong tủ lạnh xong rồi cả nhà. Đó, ở đây Nguyên có chuẩn bị là sả nha. Sả để Nguyên Nguyên quắn vô sả đó. Chỉ lại một một phần này á, là chỉ là cái cây sỏ thôi, Nguyên sẽ làm hai loại nha cả nhà. Bây giờ Nguyên sẽ xỏ vô, xỏ thịt. Thịt này vô xiên. Nguyên bóp nha. Bây giờ nó khô rồi nè cả nhà. Mình bỏ tủ lạnh là nó ráo lại. Tùy theo mình muốn quắn quắn bự hay là quắn nhỏ. Nguyên sẽ để lên cái mâm. Đây Nguyên đã làm xong rồi nè cả nhà. Bây giờ Nguyên sẽ đem vô nướng nha. Ở đây Nguyên sẽ chuẩn bị cái nước sốt cả nhà. Cái nước sốt mà để mình quét lên nem nướng á. Ở đây Nguyên để mật ong nè.
dầu hào. Mình quét lên cái nem nướng á để cho nó cái màu nó đẹp á kìa. Đẹp. Bây giờ Nguyên sẽ pha nước chấm, ở đây có rau thơm nè. Với lại chanh. Ở đây Nguyên sẽ để nước tương vô. Nguyên để 9 muỗng nước tương vô đây nha. Tương ớt. Năm muỗng tương ớt. Lại nửa quả chanh. Chanh Nguyên sẽ nặn vô. Mình làm nước chấm kẹo kẹo như nè cả nhà. Mình nêm nếm sao mà nó chua chua ngọt ngọt là được rồi. Chỗ này Nguyên hơi ghiền cái món nước chấm này nè, chua chua. Nêm nếm cứ coi nó có vừa ăn mình, nó có vừa khẩu vị với mình chưa. Được rồi cả nhà, nửa trái chanh. Bây giờ Nguyên nướng nãy giờ cũng được 20 phút rồi cả nhà. Nguyên sẽ lấy ra, Nguyên sẽ quét cái mặt ong với lại dầu hào vô nha. Bây giờ Nguyên sẽ nướng thêm 20 phút nữa là được, là xong, là mình có thể ăn rồi nha cả nhà. Quét một lớp mặt ong vô xong rồi cả nhà. Bây giờ nó thơm gì đâu thơm, vừa thơm mà vừa đói bụng nữa chứ. Cái màu vàng nhìn đẹp ghê ha, nhìn ngon ghê không? Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia nha. Nguyên làm xong rồi nè cả nhà ơi. Bây giờ mời cả nhà ăn chung với Nguyên nha. Hôm nay Nguyên ăn có một mình à, chồng Nguyên chưa đi làm gì nữa. Nguyên ăn với bánh hỏi cả nhà, đây có bánh hỏi nè. Wow. Vào ươm luôn cả nhà. Nè. Rau sống. Còn nóng lắm. Chồng Nguyên mê ăn cái món này lắm. Nguyên thường mua cái này, làm cái này nè. Xong rồi cái mình ủa sao người ta cuốn không có dĩa, thấy nó gọn gàng, sao mình cuốn thấy mắc mệt quá ta. Mua bánh mì á cả nhà. Cái đầu nhét vô bánh mì ăn ngon lắm. Đây cái nước chén nước chấm của Nguyên. Mời cả nhà ăn chung với Nguyên nha. Đói bụng. Ăn gì cũng cảm thấy ngon. Nhét vô xả nó ngon, nên là nó thơm, nó thơm phức không?
màu mè thôi chứ này dữ lắm, ăn nguyên nguyên ăn cỡ 4 cuốn. Có một mình ăn không có ngon. Nhìn nè, đã. Dưa leo. Rau sống. Rau thơm. Rau này Nguyên mua một bịch nhỏ nhỏ, một đồng, họ bán đồng bịch. Nguyên mua bịch bự á, họ bán chỉ có 4 đồng thôi à. Mà nó mình bán vậy, mình Nguyên tính ra hả là cỡ 10 bịch nhỏ hay là 10 mấy bịch nhỏ đó cả nhà. Sao người ta cuốn người ta cuốn không có dĩa thấy đẹp đẽ quá. Nguyên cuốn mất mệt thiệt chứ. Lâu lắm mà không làm nè. Nó ngót ngót ngọt ngọt. Này ăn đông đông hay dành lộn ngon. Ăn con mình. Chồng Nguyên á, anh đi làm á, bữa nào mà kiểu như còn cỡ 1 tiếng nữa ảnh gì á là chồng Nguyên sẽ điện cho Nguyên, điện cho Nguyên để Nguyên ở nhà. Có bữa Nguyên ở nhà cả nhà, Nguyên chuẩn bị cơm, nấu cơm ảnh gì là có ăn à. Nào Nguyên đợi gần 9 giờ Nguyên nó hôi gì nè, ảnh gì ảnh nướng mà giờ 9 giờ tối rồi cả nhà, chồng Nguyên chưa gì nữa. Nguyên ơi, thôi Nguyên đợi ổng chắc Nguyên chết. Thôi Nguyên ăn trước đi. Bởi vì ăn theo ổng, ăn giết nửa đêm, giết như heo. Ta ngày ăn 2 bữa, ăn 2 cử, 3 cử. Nguyên ngày ăn 4 lần cử. Biết sao 4 lần cử không? Bữa nào không đi làm á, cái kiểu như đợi cơm ổng á. Tại vì chồng Nguyên gần còn khoảng tiếng nữa gì ha, hay là nửa tiếng là chồng Nguyên điện cho Nguyên hay à. Đợi ổng mà, đợi ổng điện. Điện về ăn hai, có hai chồng mà ăn chung cho vui cả nha. Chứ lại hai vợ chồng nấu ít á, mất công chừa qua chừa lại, có thấy có một nhúm à. Thôi rồi, đợi hoài thôi Nguyên ăn luôn. Chưa gì nữa, hôm qua chồng Nguyên có nói là bữa nay ảnh về trễ lắm. Nhưng mà Nguyên không có biết trễ kiểu gì. Không biết trễ mấy giờ trễ. Với lại nhiều khi kẹt xe nữa cả nhà, ở ngoài đường kẹt xe. Nguyên thôi để Nguyên ăn trước đi chứ đợi ông về cho đói bụng gung quá. Với lại mình không có đi làm gì sao cũng vậy. Dễ hơn. Chồng Nguyên thì ảnh đi làm. Ảnh đi làm thì nhiều khi ảnh đi làm về đêm vậy đó, là tối là Nguyên chỉ hầm canh cho ảnh uống thôi. Với lại ảnh cũng nói tối ăn cơm no cũng không tốt đó cả nhà, không tiêu. Nguyên hầm canh. Nhưng mà bữa nay trễ về ăn này á, đợi hoài mà. Hôm qua có dặn rồi đó, bữa nay về trễ mà Nguyên đâu biết đâu. Nguyên đâu biết là về trễ giữ thằng ấy. Rút kinh nghiệm làm sao Nguyên điện. Chồng Nguyên đi làm Nguyên ít khi nào điện lắm cả nhà. Tại nhiều khi ảnh leo ảnh chèo á,
mình điện cái mất công ảnh ảnh nghe điện thoại này kia nguy hiểm nữa, cho nên Nguyên ít khi nào điện lắm. Có chồng Nguyên điện cho Nguyên thì có. Nhà cái bên Nguyên chưa làm xong, Nguyên chưa sơn xong, rồi người ta thay cửa, thay cửa sắt á, Nguyên mới sơn luôn. Cho nên chồng Nguyên đi ra chỗ khác làm, kiểu như bữa nay chồng Nguyên đắp cửa, không biết đâu. Nguyên nghe chồng Nguyên nói, anh nói bữa nay anh đắp cửa, đắp cửa cho người ta đó nha. Hồi đó Nguyên không có đi làm á cả nhà. Ừ mà giờ cũng đâu đi làm á, cũng có đi làm á, đi phụ chồng Nguyên á, cỡ như kiểu như tuần đi, đi chắc đi phụ cũng 3-4 ngày. Nhiều khi công việc, nhiều công việc thì chồng Nguyên kêu Nguyên theo. Nguyên ở nhà có một mình á, trời ơi sợ ma muốn chết. Ông đi làm điện hoài luôn á. Bởi vì Nguyên hồi đó Nguyên ngủ sớm lắm, 9-10 giờ là Nguyên ngủ rồi. Bây giờ ngủ trễ, kiểu như mình làm YouTube á cả nhà. Làm YouTube không thời gian. Bữa nào mà Nguyên đi làm với chồng Nguyên ha, là nhiều khi kẹt xe, là về tới nhà cũng khoảng 7-8 giờ rồi nha, 7-8 giờ tối á. Có bữa 5-6 giờ cũng có. Về nhà nấu cơm nước xong mà nhiều khi mình quay video, cài video nữa, có bữa 1-2 giờ sáng mới ngủ luôn á, bởi vì Nguyên không có thời gian đó. Rồi chồng Nguyên thảnh thơi nhất, không còn bấm điện thoại cạch cạch, không chơi game, không chơi điện tử, mê lắm, mê chơi điện tử lắm. Cái máy của Nguyên màu vàng, Nguyên tự tỉa cả nhà. Đã mình chán dồ, mình hớt cái máy để mình che nó chán dồ. Bà bả hớt đúng nhúm này luôn, còn cái này bả chùi da trắng bệt luôn. Nguyên cột tóc lên thấy trắng kỳ quá, nguyên hớt để che cái chán dồ cả nhà. Tại vì Nguyên cột tóc cao quá, giết cái chán mình hối luôn. Thôi vậy để tóc vậy luôn. Nhiều bạn nói Nguyên để tóc mái nhìn coi đỡ hơn là không để mái. Đúng rồi, chán dồ, để mái thì nó được hơn. Thấy vậy chứ Nguyên ăn không hết rồi cả nhà. Tại có mình á, có chồng Nguyên ăn thì vui á. 9 giờ về đây chắc 10 giờ 11 giờ. Tối nào ông về mình Nguyên cuốn cho ông ăn. Nguyên vừa nói dứt tiếng. Chồng Nguyên anh điện về, anh nói anh về gần tới rồi cả nhà. Còn khoảng nửa tiếng nữa. Trời ơi ông có lọc ăn dễ sợ không, giờ gói. Gói để sẵn cho ông. Mà hồi nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi đó. Chồng Nguyên về đó cả nhà. Nghe tiếng mở cửa không? Chồng Nguyên, trời ơi, trời thiệt chứ. Nguyên nghe mỗi lần mà đợi ổng gì, đợi ổng gì á nghe, đợi lâu quá, thôi thôi đợi ông lâu quá Nguyên cũng không có điện nữa cả nhà. Thôi để tôi ăn trước đi chứ đợi ông lâu quá trời đó bụng quá. Đó, vừa nói dứt câu, vừa ăn xong là ông về tới. Nghe tiếng mở cửa rồi đó. Giờ cũng sẵn cho anh Đại nè. Lọc ăn. Cũng sẵn đây ăn, lấy ăn chứ. Ông đi làm về mệt. Đợi ông cuốn nữa, mất công ông quạo nữa.
ngự diện được chứ mà có tánh quạo cả nhà là Nguyên không chịu rồi. Nguyên cuốn mà có cái dĩa Nguyên cuốn đẹp lắm nha, không có dĩa rồi thôi. Nguyên gì à? Nghe bóc luôn á, rọt ăn. Ăn một tuần này chỉ chiều thì miếng hủy đâu à, không có hộp nô hồi xưa này hủy lại mẹ su su chăng à. Nguyên nói em đợi anh lâu quá chờ anh không về, cái em ăn xong rồi anh về, không có vậy hả? Cuốn đỡ chọn hai cuốn đi. Xin chào cả nhà ơi, bạn ơi, anh ơi. Mới còn ngon, mới còn thanh không? Ngon. Thanh nâu rất ngon à, nó rất ngon chơi chứ ngon mà. Ông nó không biết ngon không? Ủa? Cái khăn của tôi đâu rồi ta? Ông nó không biết ngon không? Ăn rồi mới biết ngon. Anh, ăn rồi mới biết ngon hả? Ngon mà. Chăng tôi vô ăn á? Nó không ăn. Ồ, ông thấy đồ nghề chắc ông làm bên phía kia xong rồi chứ gì. Dọn. Rồi sao? Hả? Rồi sao? Rồi sao ăn đó, rồi sao? Ủa bữa nay ông học đâu được câu rồi sao? Ăn cái gì? Ăn à? Cái gì ạ? Chu rô. Heo à? Ừ. Heo. Heo à? Ừ. Heo à? Ừ. Heo à? Ừ. Heo à? Ừ. Chết. Chết luôn á. Ăn đi. Cái gì ạ? Nhiều gì không? Bò. Bò à? Bò ăn cỏ. Bò ăn cỏ. Cuốn cho ông ăn nè, sen mảo. Ông có mùi xả chổng là ông nhăn mặt nha. Chỉ cơm mấy hồ sen mảo tăng lãng của mấy hồ lon la mà này, dao la này phân la treo. Ông mua không đủ cay. Không cay. Ăn cay ha, thật là phải để cay ông mới chịu ăn. Ủa, y sư hạ, y sư giao hạo đó, nghỉ hủy lại đó. Nghỉ hình đi hai. Rồi đi hai. Nghỉ quẩn tao xưa tung si nghỉ hủy lại đó. Ông ngửi được mùi ăn giống gì à? Nó ăn đi anh. Ủa ăn mèo. Rồi. Vừa chèn chúng nó chán chịu mỹ hồn nghĩ lại á. Ít sức tầng chân ai sự, chân hoành nè. Nó vừa chạy ai hay xưa là quý do tầng này nè. Nói anh Tùng. Ít xưa nào này nghĩ lại à. À, thôi Nguyên tắt máy á, cho chồng Nguyên ăn cho ngon nha cả nhà. À, Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ video của Nguyên nha. Xin chào. Các bạn ơi, các bạn ơi, xin chào.